Ở bên Đức, con cũng coi này nè, ở bên Đức cái dân Đức người ta cũng không có mua nhà nổi là vậy đó, là nó cái kiểu như vậy nè, dân ở bên Đức người ta cũng cái kiểu giống như người ta không có thích bị nợ nhiều giống như dân ở bên Mỹ. Dân ở bên Mỹ thì kêu là nợ như Chúa Đúng Trời rồi. nè, vừa rồi nợ trần quốc gia của Mỹ bây giờ nó đội trọc đầu luôn rồi, nó mới lên cái tin mới nè, để có gì con post lên cho coi, nó bắt đầu nó tăng lên lên rất cao Rồi. luôn, là khi mà nó tăng như vậy là bắt đầu chính phủ bắt đầu nó nghía vô dân, Thì hôm nó nghía vô dân để bắt đầu nó tăng thuế rồi đó. đó. Thì dân ở bên Đức người ta giống như là người ta không có đủ, người ta không có thích là mua nhà mà trả nợ trả góp cũng tợ tợ giống như dân Việt Nam, mà dân Việt Nam mình cũng đa số rất là nhiều người theo em biết là người ta cũng không có thích nợ nần nhiều, ví dụ như để tiền mua nhà là tất cả các mọi thứ đều trả tiền mặt là nhiều, thì ở bên Đức nó cũng vậy, cho nên không có mua nổi căn nhà, toàn là nhà thuê nhà mướn không, có nhiều người già lớn tuổi rồi cũng không có ai mua nổi nhà nữa đó. Để coi có anh nào trong đây ở bên Đức nè, nói coi có đúng không. Đó, căn nhà đó mua À. là mắc, mắc lắm, mua không có nổi. Chứ đừng có bỡ dân Việt Nam coi vậy mà ngon. Nếu mà so ra bây giờ nhà cửa nó vậy, nhưng mà so ra dân Việt Nam làm chủ căn nhà mình ở rất là nhiều. Thôi được rồi, tao không có biết trong diễn đàn này có mình tao với Việt Nam là thấy đỡ đỡ ngon à, diễn ra được rồi. Ừ á, lót Con lót cái ổ rồi, ổ lót ổ rồi, lâu ủa là rồi. mệt, Nhưng mà bây giờ có kiếm cũng có được cái lão mối bạc gì dịch quay heo đúng quay gì đâu, rồi, trên Hồ Nai Biên Hòa nữa là ấm luôn. khoan còn có cá nữa, xuống Kiên Giang, xuống cá rồi xuống Kiên Giang được, tại vì Kiên Giang là có cá, phải không Kiên Giang? Được quá. Có nhiều ông á, ở bên nhà con kìa, con quen có nhiều ông như thế này nè, có cái gia đình nó hai ba ông đàn ông bốn mấy năm mấy tuổi, vô lúc nào cũng thấy nằm trên võng, còn vợ thì đi làm, mấy bà vợ thì đi làm thấy mẹ luôn, mà mấy ông chồng cứ nằm trên võng đưa qua đưa lại, hỏi ủa lúc này không làm ăn gì anh, lúc này sao lúc này công việc đâu mà làm, công việc chả có mà làm, cứ nằm ăn không nhỉ, mà trong khi đó người ta biết bao nhiêu việc người ta làm ngoài kia, mấy ông không làm, Không mấy ông làm làm biếng, làm biếng rồi đổ cho đổ thừa cho chính phủ về, tại vì cái bản thân giống như là che giấu đi cái lười biếng nhát đúng rồi làm của mình rồi đó. Rồi cứ đổ thừa vậy thôi mà không chịu đi làm, cứ nào là không có việc làm, không có việc làm, mà trong khi đó người ta làm ầm ầm ở ngoài kia, người ta kiếm biết bao nhiêu tiền mà không chịu, cứ nằm ở đó rồi than thân trách phận tùm lum tà la. Ồ, mấy cái thành phần đó con nói chán đời chưa từng thấy luôn, mấy thành phần đó là không bao giờ con giúp mà con làm bất cứ cái gì Má, gặp cho mấy cái tao thành tao phần dắt đó. chỗ trà tao đuổi đi ở má. Nhiều người họ làm, họ có đủ các cái họ làm đầy ở ngoài kia kìa, bao nhiêu việc là làm, mà con về đó con thấy rất là nhiều việc làm luôn á, mà nhiều người không chịu làm ghê, rồi xong rồi than lên Rên mấy diễn đàn của mấy ba rồi que luôn, xin quá rồi nó kể má lại xạo chưa thì từng thấy đó, còn cái gì giống chưa như Kiên Giang nè, bây giờ cái gì Kiên Giang bữa khai không có vừa việc làm đúng không, cái gì bữa Kiên vừa Giang vừa lên là nước Biên Hòa đi, Kiên Giang lên Biên Hòa đi, Du Nam nó dạy cho nghề nướng vịt đó, về Kiên Giang rồi về rồi sách về Kiên Giang nướng vịt kiếm sống được chưa, dám không hỏi chơi hỏi đi, Kiên không? Giang có xe xe gắn máy không, tao nói với thằng thằng Du Nam này đủ máy coi, gọi là shipper gì, shipper food hả, cái là đủ mày xe sai đâu chạy đó, đủ máy này mua hàng chạy tới nhà giao đủ máy, Rồi ok không vậy cũng ngon vậy, mà không chịu làm làm. shipper chạy xe công nghệ, ui đủ các cái. Tại sao mà có nhiều người Tây, có nhiều người Tây đợt vừa rồi họ đi qua Việt Nam mình mà họ bị kẹt Covid, họ không về được mà họ còn bán, họ còn làm được cái này cái kia, Đồ thì có hàng tại kia sao đó, mình không bán làm bánh được? bán cà rem mà bán bánh bò bán đồ người ta tay đó, đồ sao người ta cũng sắp Ồ, được. qua có tối ngày hôm qua coi ở Sài Gòn có ông Tây nhìn tướng tá bảnh, nhìn ảnh super ngầu luôn, anh Tây nha, tóc trắng đồ này kia, ảnh đứng anh ôm cái đờn guitar, ảnh đờn mở cái thùng đờn ra, ai đi qua đi lại cho 5-10 ngàn, cho nhiêu cho anh đứng anh đờn, ảnh đờn toàn là mấy bản nhạc Việt Nam rồi kia, bà con bu coi đông thấy ngầu dễ sợ luôn á. Đúng Ủa rồi. anh Thư Quang biết tại sao mà em qua bên này mà em làm, mà em làm em không bỏ cuộc luôn, em làm mà em làm, em nói em bằng mọi giá em phải làm để em sau này em về Việt Nam em lót được cái ổ của em sớm á, em nhìn vô ai mà làm cho em thúc đẩy em làm mạnh, anh Thư Quang thấy biết không, Đúng mấy rồi. anh Amigo á, mấy anh Mễ Tây Cơ đó,
Ủa mắm này đó thì khỏi làm gì tao bò đều có tổng cực. Mấy anh hỏi bác Cầm đi, mấy anh ở dưới Texas này là khu của mấy ảnh nè. Khu của mấy ảnh, đất Texas này là đất của mấy ảnh hồi xưa nè. Mà bây giờ ảnh phải qua đây sống illegal, là sống bất hợp pháp mà. Mà nó làm dữ lắm, mà nó hiền lắm, mà nó chỉ làm thôi, nó làm ghê lắm. Dân Mỹ nó còn nói mà nếu mà tụi bay Mỹ trắng tụi bay kỳ thị tao á, thì tụi bay hãy lật lại lịch sử tụi bay coi đi. Đó là tụi bay đang ở đất của ai, khu quả dã man chưa. Mà nó làm á, nó không một tiếng Anh bỏ túi nha, không một chữ bỏ túi. Không có gì chơi, làm thêm á. Những từ đơn, những cái từ ngữ đơn giản thôi, mình nói là chỉ no no tại tiếng Mỹ, tiếng Tây Ban Nha, no nó cũng là giống chữ no của Mỹ luôn. Là chỉ có no thôi, là cứ quất tiếng Mỹ thôi, đều mà nó vậy á. Mà nó làm dữ lắm, coi như là về ngành cắt cỏ nè, dọn dẹp, nói chung là phân bón, làm những cái công việc tay chân á, những cái công việc tay chân là nó làm dữ lắm. Nào là dữ, làm hết mà nó chịu cực lắm. Ở dưới này á, không có anh Mỹ ở dưới những cái tiểu bang khác xịt này nè, là dân Mỹ chết. Tại vì á, anh biết không, mùa hè nó nóng, nó nóng để coi cũng 40 mấy độ. Ủa có bữa nó nóng 45-46 độ luôn, nó nóng cực kỳ luôn. Có tụi Mỹ nó đâu có chịu làm, dân bình thường đâu chịu làm. Mà mấy anh Mỹ á, là ra đường chơi hết, làm về xây dựng là mấy anh làm hết. Mình ở đây mình nhìn vô nó nói quá, mình điều kiện mình ngon hơn nó, mà tại sao mình Ê Quang, shipper ở Việt Nam chạy có tiền không vậy? Trời ơi, có sao không có, không, không, tao về tao kìa, tao không, chạy shipper, tao về tao đi shipper, tao chạy shipper. Shipper thì nhiều, bây giờ nó ngày thường nhiều á thì không nói, nha. Nhưng mà tụi nó bèo lắm á, shipper ngày bèo lắm, kiếm từ 300-500. Ok, vậy đủ sống rồi. Lãi rồng á. Cái đó gọi là lãi rồng á. Trừ mọi chi phí hết rồi đó. Trừ mọi chi phí á, là bỏ túi từ 300-500 là giá bèo á nha. Còn cái hôm nào mà tụi nó xiên chạy á, những cái đứa mà nó xiên chạy á, nó chịu cày á, nó kiếm 1 triệu là khỏe. Một triệu là khỏe. Ủa vậy là sướng rồi. Dạ ok, tao kia này tao đi mô tô, tao chạy shipper. Làm chiếc hả? Đúng rồi, chạy shipper đi. Trời, tao đi order thôi, giờ tao vậy. Mà khổ. Cái ông chống trời không tới, sao ông đi shipper được? Sao này, tao mua tao. Xuống Việt Nam giờ đổ xe hay lắm mà. Không có đổ nữa, tao mua chiếc, tao nói mày biết rồi, tao mua chiếc GZ, Suzuki GZ 150A. Đúng rồi. Ở Việt Nam á, độ cho bác cầm chiếc mô tô mà chạy mà nằm luôn cũng được nữa. Ông vừa nằm, ông vừa chạy luôn, chiếc luôn. Hãy đùa. Quỷ sứ. Còn dịp mà không già. Tao nấu cơm rồi nữa. Mày vừa phải rồi, tao đi xuống, tao nấu cơm. Có một con hai rồi, cho ông đòi đi xiếc cho ông chơi nằm luôn. Quá ông nằm chiếc mô tô đó, cho mày Việt Nam là cỡ gì cũng làm đó. Cỡ gì cũng làm đó. Thợ hàng mấy ông chích chọt chọt, hồi là bác có cái ghế giường nằm cho ông vừa nằm vừa chạy xếp, rồi đằng sau ông kéo cái rờ mọt luôn. Yên tâm Việt Nam, thợ hàng gặp ngay anh Bắc nữa. Cái thợ hàng là có luôn, có anh Bắc. Anh Bắc là chuyên gia, coi như là chuyên gia về hàng. Muốn cái kiểu gì là anh Bắc ấu hàng cũng được hết, yên tâm đi. Thằng Bắc nó nói kìa, đủ nó không có bê tao, đủ nó không có bước tao đâu, đủ. Ông bắt ông về ông hàng luôn cái giường nằm trên tôi lại tô của bác cầm, rồi ông hàng luôn cái bình kế bên, chọn cái ống vô cái miệng nữa, rồi ông bỏ luôn vô vậy. Không, đưa cháu ông vô sửa luôn. Rủ thì thằng thơ quen, rủ tiếp tế. Thằng bộ cầm rất ngon không? Thằng bộ cầm rất ngon không? Sao đâu? Okay. Nhưng mà bây giờ ông già kể cảm giác mà ông đợt gì rồi ông về ông xuống Vũ Nam đó, nó đãi ông ăn dịch nó sao, ngon không? Đương nhiên là ngon rồi, nhưng mà cái kỳ rồi thì không được đãi, là bởi vì ta tới đó, ta đi ngang, ta tới ta ghé nó thì lúc buổi trưa mà nó chưa có dọn hàng ra, không có ăn dịch thì đi ra mình ăn mấy món về lạ thôi, nó cũng khá là ngon. Biên Hòa cũng ngon, nhưng mà hôm trước thì có cái đợt trước ở Vũ Nam hả? Vũ Nam lúc mà ngồi nhậu với con gì đó con thì có ăn vịt rất là ngon.
Dịch đó là tao chỉ khoái tắm với muối tiêu à, tắm với muối tiêu à, muối tiêu chanh tắm ngon. Chấm chuối hột chứ, ta chấm chuối hột chứ, chấm muối tiêu. Muối hột là gì, muối hột vậy? Chấm chuối hột á, chấm rượu, là... rượu chuối hột á, chấm rượu chuối hột. Chuối hột là rượu, rượu, rượu á. Ừ, rượu, rượu thì à, bữa đó vô ăn gỏi cá, nó có đem tới một con, rồi ăn, nói chung thì khá là ngon. Bởi vì thường thường là dịch mà dịch nướng thì tất cả những cái gì mà nó ngọt nó nằm bên đó, chứ còn mà luộc thì nó lại không ngon bằng nướng, nướng nó ngọt hơn, ngọt thịt hơn. Mà đặc biệt Vũ Nam nó nướng nó hay cái là cái gì, cái tay nghề của nó là gì, nó nướng con vịt nó không bị khô, nó hay vậy á, nướng con mà nó cũng không có ướt à, nó cũng không có ướt chèm nhẹp như con vịt quay nữa. Ủa nó độc chỗ đó đó à, cái độc chiêu của Vũ Nam nằm ở chỗ đó. Bởi vậy thì cái tầm mà ông anh của con mà ở bên Đan Mạch ông về nó thiệt với bố, tầm mà ông là thả ra là ông bứt hai con gọt băng luôn. Trời, anh ta xuống anh Peter gọi. Dạ.